Đi xuống đi con, đi xuống đi. Dạ. Em xuống. Để em xuống luôn vô. Vô để em xuống đi. Đi đi ra ngoài này chơi xíu. Đi ra ngoài chơi xíu cho nội nghỉ nè. Dạ. Chúc nội ngủ ngon. Chúc nội ngủ ngon nha, chúc nội ra ngoài chơi nha. Buổi trưa rồi mà mấy em này không có ngủ trưa, mấy em quậy hoài. Đây là má ba nè, là chị thứ ba của anh Hải á, đang livestream cho mọi người xem. Má ba nè, còn đây là bác Tám, do thứ Tám của anh Hải đó. Bác Tám đang quét nhà đó, má ba cho tụi nhỏ ăn nè. Mỗi lần mà về quê Hà sướng đó, coi như mấy bác thích khe hết tụi nhỏ rồi. Hãy đi vòng vòng không cần phải làm gì hết. À, mạng hơi yếu. À, Cherry đang ngồi võng đây. Cherry đang ngồi võng đây. Cherry về quê là mê nhất võng, tại vì ở trên Sài Gòn thì không có võng. Coi chừng té nha Cherry. Đó, con gái mà chơi vậy á. Hello Bon Bon, chị thấy em rồi. Hello bạn Mai Ngọc Phú, đúng là đang ở Mỹ Tho nè. Chào em ở Titi. Chào bạn Trần Hà. Cuối tuần chúc bạn vui vẻ nha. Hình này nè, hình này đang leo. Ta nói về nhà nội là coi như đủ thứ cho quậy hết rồi. Nó bác Tám ăn bé Mio nè. Con kia đi ra con kia. Rồi còn anh Hai Ô xa xa là đang lục tủ lạnh. Đây cái nhà này là cũng nhà mà hồi rước dâu của Hà. Nếu mà bạn nào có coi cái video clip đám cưới của Hà thì cũng chắc đã biết nhà này rồi. Ở đây có những tấm hình kỷ niệm là để Hà quay cho mọi người xem. Đây là cái tấm hình này là tấm hình cả gia đình nè. Là anh Hải là cái cậu bé nhỏ nhất ở trong tấm hình này đó. Nè có hình này. Đó đúng rồi, Rio đang chỉ đó. Đây là bà Hải đây. Đó, anh thứ 9, anh thứ 8, anh thứ 5, anh thứ 6, chị thứ 4, chị thứ 7. Đó, còn đây là bà nội, ông nội, còn đây là bà cố ngoại. Đó. À, đây có hình Rio hồi nhỏ nè Rio. À, Rio 1 tuổi nè. Cái hình bà Hải nè. À, đây hình Rio đó nè. Hình Rio là Rio. Là lưỡi nó cười quá. Đấy, hình bà nội nè. Để chút nữa bà nội nghỉ trưa xong rồi quay clip bên hội sau. Ê Mio ngồi võng kìa, Mio ngồi võng. Trời ơi. Ê té đi. Hai cái siêu quậy này. Hai cái siêu quậy này ngồi võng té cảnh gió bây giờ. Cho em nằm thế này, cho em nằm thế này. Cho em nằm đi. Cho em nằm đi. Không cho Mio hả? Rồi Mio phá cái khác rồi. Nè Mio nè, Thương dụ Mio đây ngoài này chơi đi. Vô hôm nay phá đồ. Nè Mio ra đây. Không biết là ba Hải đâu mất tiêu rồi đó. Ủa ba Hải đâu rồi? Hả? À, bà Hải đi ra ngoài hàng xóm rồi. Mio ra sân chơi Mio. Đây ra sân chơi nè cho nó mát nè. Chị chào em Bức Đạt. Chào bạn Đậu Đậu nha. Đây ở ngoài sân đây. Mio nè. Mau ra chơi không? Cho Mio xuống đi. Không, con chó mình không có chạy là không sao hết. Đi ơi, chơi đi, ra ngoài này chơi không? Đi đất luôn hả? Tầm biến. Đi đất luôn. Đó. À, mang giày đi, đó Mio nó mang giày đi kìa. À. Bye. Mát quá. Yeah. À, bà Hải thì giờ đang đi qua nhà hàng xóm. Mio Thước Mio. Em muốn gặp hay không? bạn Lê Linh Đàn, chào bạn Trần Thao, chào bạn Minh Châu. Bữa nay là hết rồi, bà Hải hết nuôi gà ở nhà rồi. Trời, có mình này là sự rồi, mang giày. Ôi này là sự nha, này mang giày đàng hoàng kìa. Mang giày mà muốn tay. Đây, đây là các bạn đi ra thắp nhang vái ông nội đi. Đây là mộ của ông nội nè. Đi ra đâu đi xa quá. Bà Hải nè, mấy bạn kia đang thắp nhang cho ông nội mà tại vì đi xa quá thì bị mất wifi cho nên là không có đi lại chỗ đó được. Đây là bên đây là mộ ông nội nè đó, bên đây là mộ của ông nội đó, là ba của anh Hải đó, là ông nội của tụi nhỏ. Đang live stream nè bà Hải. Ủa dạ, hello, xin chào mọi người. Hôm nay cả gia đình đang về với nhà Lý Hải, về quê nội. Chỗ này là Lý Hải được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất này. Ra thắp nhang. Trời ơi, chẳng lẽ tôi phải đứng đây. Đi đến lần đó là bị mất sóng à. Để thử nha. Để đi chậm chậm coi nó có bị mất sóng không. Đi tới tí xíu là bị mất sóng rồi. Tại vì nhà rộng quá cho nên là bác Tám cho trái xoài nhà kìa, bác Tám mới hái kìa. Có trái xoài kìa. Mio, Mio lại lấy. Anh xích lại đây nè anh. Đi xa quá em không có sống. Có trái xoài nhà nè, đã chưa? Ăn chút nữa vô ăn mắm đường. Bự cho ba mẹ. Mio ra đây. Ăn xoài không nè? À, đây ăn xoài không? Vô ăn xoài mắm đường. Bác Tám mới hái xoài to luôn. Kìa bác Tám mới hái tới xoài to kìa. Nè Mio. Rồi nắng rồi, chúc em con. Mio, Mio nè. Mio cầm nè. Nắng rồi, thôi chạy vô nhà đi con. Nắng rồi. Vô này, vô hái xoài mận. Xoài quá trời bự luôn. Vô hái mận đây. Trời đất ơi. Sao xoài bự bằng cái mặt của Hà luôn à. Ăn xoài không mà mời, xoài mắm đường. Đây mấy bạn nhỏ đang đi hái mận đây. Rồi rồi, con lấy dép đi rồi con đi hái bác Tám. Mang giày vô. Hết chơi lớn rồi. Bùa này hết rồi. Ủa con chó đó. Đi ra đây là mất sóng. Chọc con phá. Nó thấy con chó bự cái nó sủa á. Nó chồm lên cái bắt đầu nó lấy cây nó chọc. Đừng có buộc ngay hàng rào chị. Không có, chị cột cái mình chỗ bên này nè. Ban ngày chị thả luôn, ban đêm thả luôn cho nó nghe. Chỗ này là nơi anh Hải ở từ nhỏ đến lớn đây. Sinh ra và lớn lên nó cả nhà. Bạn quay đó. Đó mấy ba con đang đi hái trái cây. Hà chỉ đứng xa xa được, lý do là Hà mà đi lại gần là nó bị mất sóng. Tại vì đang đi ra ngoài sân rồi, đi xa nhà quá là cục phát wifi nó không có ra tới ngoài này. Lần sau mà đi về quê chắc phải trang bị thêm cái cục. Rồi mấy ba con kìa. Chào bạn Tiết Chi U. Ủa Mio đâu rồi ta? Này làm gì này bịt mũi vậy? Meo lùn đâu rồi? À, lá sa chi là hồi nhỏ là phải á, kêu đi lụm là về cái sắc phơi cái nấu uống thấy nước trà. Lát sá kênh này là nấu uống xế nước trà được đó, các bạn nào biết không? Vụ này Hà mới biết nè. Nhỏ nó uống lá sake không á. Vụ này Hà mới biết nè. Uống lá sake nè. Hồi đó bà ngoại á kêu lụm về xong xuôi là phơi sắc ra uống thấy nước trà. Uống giống vị giống nước gì anh? Cô á, nước uống. Mà chị đắt gan, có chị nhiều bệnh lắm á. Thế rồi. Đây là chị thứ ba của anh Hải đó. Bà nội thì đang nằm nghỉ trưa rồi. Má ba. Ai nhậu không? Ở đây có mấy bình rượu nè, bạn nào nhậu không nè? Đó. Đó, có mấy bình rượu nè. Ai nhậu không? Ủa, bạn Phan Việt Nhân nói bánh tre mưa. Ở Mỹ Thơ không có mưa, trời đẹp. Đó, trời đẹp. Ai nhậu không nè? Chào bạn Hoàng Anh. Bạn trai Lâm xin cho một bình uống là xỉu luôn em. Mình uống ấy. Leo chè quá không có leo lên bàn kính. Ở đây còn có mỗi lần mà về quê là mấy chị hả lo đồ ăn cho là coi như ăn là không biết đói luôn mà. Đây là hình của anh Hải đây nè, thời trẻ trâu đấy. Rồi chắc này cũng phải năm 2000 nhiều quá. Đó, cái hình gia đình này nhỏ đây nè. Đó. Sau đây là vườn sau nhà. Về quê thích nhất một cái là có trái cây rất là đã đó. Xoài nè. Xoài với lại thế nè. Bữa nào mà xuống vườn má ba là còn đã nữa. Bữa nào mà vườn má ba có trái cây á má ba, dạ, em xuống em ăn tạt một bữa. Tâm Đào ơi, đây là nhà của bà nội, là nhà của má anh Hải đó. Là nơi đây là nơi mà anh Hải đã lớn lên, được sinh ra và lớn lên. Hồi xưa thì cái nhà này thì đã được xây lại năm 2010, 2009, 2010 vậy đó. Còn trước đây thì nhà khác. Trước đây thì lúc mà anh Hải còn nhỏ thì gia đình nghèo. Sau này thì sau này là các anh chị rồi cả nhà làm ăn được thì mới xây lại nhà này. Để hỏi anh Hải lại coi nhà này xây năm nhiêu quên mất. Nhà này mình xây năm 2010 đúng không? Đúng rồi, 2010, 2011, không anh Hải cũng nhớ. Bởi vậy, Hà là từ ngày sinh 4 đứa là coi như trí nhớ suy giảm. Đây cái xoài nè, cái xoài này nãy bác Tám mới hái. Ở đây có con chó nè. Ở đây con chó này hôm bữa là ở trên nhà Hà nhưng mà bận chăm từ nhỏ quá cho nên là không chăm được. Thành ra gửi về đây. Nó to nặng Mio lắm mà. Nhỏ hơn tuổi Mio đó. Em bé chó này là nhỏ hơn tuổi Mio mà to gấp 3 lần Mio rồi. Hồi Mio 9 tháng là bé này mới 3 tháng à. Nhỏ hơn Mio 6 tháng nè. Mio sợ. Hồi nãy giờ là bị chó rượt vòng á, mà con chó này nó cứ thấy mà đứa nào chạy là nó rượt theo, nó tưởng là giỡn. Mà mấy bạn này thì toàn là chạy không à. Đó, cho nên là bây giờ mới cột ảnh lại. Vô cười hi hi rồi. Cười vậy chứ mà chó mà nó lại gần sợ xanh mặt chạy mất dép liền. Hay má ba đang chơi mèo bắt chuột với lại Rio đây. Má ba mà chơi đi rồi, má ba mệt lắm má ba. về là có mấy má là chơi vừa sướng luôn. Rồi đi ơi nè, lăn lê bò trường. Cảm ơn bạn Trần Xuân Nga nha. Ôi, trời ơi, sủa hết hồn. Chó sủa đứng tiêu nhiều. Chị mệt, chị mệt tí xíu đi. Không chạy nữa, con ngồi đây, ngồi xuống đây. Rồi, ngồi xuống nghỉ chút đi. Ngồi xuống đây, nghỉ mệt. Ôi. Con mới quét á. Con mới quét á hả? À, con mới quét nhà hả? Hello. Con chào ai? Đuổi chành nhẹ hết rồi kìa. À, bà ngoại, bà nội đang nghỉ chưa? Mio nói chuyện nhiều lắm rồi em. Bạn Đào, Đàn Thị Kim Đào hỏi là nội đâu? Là nội đang nghỉ chưa rồi? Hồi nãy lúc đầu mình có quay nội tí xíu á, nhưng mà để cho nội nghỉ trưa, mà để cho mấy bạn này ồn quá. Ôi Mio ở đâu? Ôi Mio ở đây là một mình luôn. Mio, trời ơi con nó chạy kìa. Trời ơi má mi đi ra ngoài đó không có được, mất sóng. Đang livestream. Chị chào em Kiều My. Xong rồi, hết chuyện. Đó, chạy xa tút lút. Ở bên đó là cái chỗ mà ba Hải đang đứng đó là mộ của ông nội, rồi phía sau là vườn, còn đây là nhà thì ở đây. Hát đó, Mio đang hát. Hồi nãy có cô nào hỏi Mio có biết nói không đó, Mio đang hát đó. Mio yêu đời lắm, Mio hát suốt luôn á. Cái nào bị gãy không? Có cái nào bị gãy cho con cái đi. Làm gì thôi, con chó hả? Con chọc con chó là nó cắn con á. Không, không có chơi như vậy là người xấu á. Con làm người xấu ha. Mát quá. Hồi nãy có bạn nào nói là ở bên Tre thì đang bị mưa, nhưng mà ở Mỹ Tho thì thấy trời đang rất là mát đi. Rất là mát. À Cherry nè. Ui, chào cô chú đây ta. Chào các cô chú. Ê, con ăn cái gì vậy? Con ăn cái gì? Ăn mận của bác nhà bác Tám nè. Con chào các cô chú đi. Có hát bài không? Không hát hả? Mắc cỡ hả? Hồi nãy Cherry đi đâu vậy? Đi đâu với ba vậy? Nãy Cherry đi đâu với ba? Hả Cherry? Đi ba nhà. Qua nhà hàng xóm hả? Hay qua nhà bác Năm? Bác Năm. À Phương Dương, chị Phương Dương ơi, nội là nội của tụi nhỏ, là má của anh Hải á. Má của anh Hải là bà nội của tụi nhỏ. Nhà bạn Thanh Tiền cưới sau Hà đúng nửa tháng mà có hai bé. Để chắc là bạn không có sanh thêm thôi chứ. Mấy bà con chơi đó, Mio đang bò đó. Đi xa quá là nó mất sóng. À, trà sữa về tới. Trà sữa về tới. Đây là Yến, là con của anh thứ 8. Đang đi mua trà sữa cho Hà uống. Là gọi Hà với anh Hải là chú thím. Sinh Nì đâu? Ủa Sinh Nì đâu rồi? Đi trong nhà chạy lấy chuối ăn rồi. À Sinh Nì đang đi ăn chuối. Còn Cherry thì ăn mận. Về đây là ăn suốt luôn. Về quê đó, Sinh Nì đi ăn chuối. Mình thương ăn xoài. Mấy đứa này coi như bào liên tục luôn. Mới ăn hủ tiếu sa tế Mỹ Tho xong. Rồi. Về quê là được cái là không bao giờ biết đói. Về quê là cái bác toàn là lo cho ăn ngập mặt luôn á. À đây xoài đây, xoài đây. Xoài đây, xoài đây, thử coi. Cherry con ăn thử xoài không? Hay Cherry ăn ổi với mận hả? Cherry ăn ổi với mận. À, heo Ngọc, nghe giọng chị Khàn đó, thì chị hôm bữa giờ chị bị tắt tiếng từ tuần trước, 2 tuần trước mà đến giờ nó vẫn còn dư âm. Mi Oan xài ha, ôi Mi Oan xài Mi Oan ăn vặt cũng ghê lắm, Mi Oan vặt cũng ghê lắm. Trời trời, nó rủ má ba chơi hoài. Ở nhà là em chạy em thua nổi đâu. Ai ăn xài không? Ở túi. Chua, chua quá. Nó bắt má ba chơi đây này nè. Thì ăn chuối xong chưa? Ba đứa nó chạy kìa, ba đứa nó chạy vòng vòng. Đấy em à. Đấy em kìa. Mi Oan là giỏi nha. Mi Oan ăn cái gì cũng ăn á em ơi. Phạm Hiền là Bin ơi ăn chả, Bin Bon ơi, ăn xoài em nè. Ủa trời rồi, tai nạn. Anh hai chạy không coi em kìa. Trời đất ơi. Này cũng đang ăn xoài. Chị Hà quay mặt anh Hải đi nè. Đó. Hỏi anh Hải rồi, hỏi bà nội mà bà nội đang ngủ rồi, bà nội đang nghỉ trưa. Đó, bạn Phạm Gia Linh nói là chua quá. Mi ơi cho mấy cô chú miếng xoài kìa Mi ơi. Mi ơi ăn Mi ơi có chảy nước miếng không? Xoài, nó đi xoài. Mi ơi nói nhiều lắm, cái gì cũng nói hết á, nó xoài đó. Không đi rồi, cái tướng không đi kìa, trời ơi. Hello em thì Dung. Đó, chơi bắt má ba chạy vòng vòng. Hai ba con kia lại đi dạo tiếp. Để bữa nào Hà về á, Hà về Hà đem theo cái cục phát wifi, cái Hà xong Hà đi dạo vòng vòng cho mọi người xem. Ở kế bên là có nham nhà của thím ba, là có nuôi rất là nhiều gà. Lần nào mà Hà về Hà cũng dẫn người nhỏ qua hết, nó rất là xem gà. À, đúng rồi, nhà bà nội thì có một bộ hai bộ sofa phòng khách mà một bộ 2 bộ bàn ghế ăn, tại vì hay tiếp khách á. Ở dưới quê thì người ta hay gọi nhà này là nhà thờ. Nhà thờ ở dưới miền Tây. Chắc các bạn nào mà quê ở miền Tây thì sẽ biết ở đây nắng chói quá không mở mắt lên nổi, để đến ngược sáng lại mới được. Hai bà con thấy thương nè. Hai bà con đang đứng ngay gốc cây làm gì cũng biết nữa. Nhô về đây thích lắm, tại được chạy thả cẳng luôn á. Đi vô con, đi vô. Đi vô đi. Đi vô con, đi qua đây nè, qua đây nè. Đi vòng qua. Má ba bắt con. Đi vòng qua. Nhà anh Hải ở Tiền Giang Mỹ Tho em. Nhà Hà là ở Sài Gòn. Rồi chạy vô. Chạy coi nhìn em á, coi chừng đụng em á con. Ướt tóc hết, ướt quần này hết rồi. Miền Tây là ở Mỹ Tho, còn nhà của Hà và anh Hải thì ở trên Sài Gòn. Đi khoảng 45 phút đến 1 tiếng đồng hồ thì tới, cũng không có xa lắm. Hà nhớ là chắc khoảng 7-80 cây gì á. Thường về là còn ghé bên nhà bác Sáu rồi ngã 6 là có chỗ để câu cá nữa. Nói chung là về quê thì tụi nhỏ thích lắm, tại vì đất rộng rồi. Rồi đuối rồi. Nè nội ngủ chưa dậy rồi. Ôi, mình đi một chút mà mình mỏi chân quá. Rồi thôi, chắc là nãy giờ livestream cũng lâu rồi. Thôi chúc cả nhà vui vẻ nha. Chút nữa mà Hà có gì vui thì Hà sẽ livestream cho cả nhà nữa nha. Rồi chúc cả nhà một buổi chiều thật là vui vẻ. Hôm nay là buổi chiều chủ nhật. Rồi, chúc cả nhà chủ nhật vui vẻ nha. Bye bye. Mì uống sữa. Bye bye cả nhà nha. Này bye bye này. Nó nổ, bye bye nó nổ. Bye bye.